quay bánh tít thao lò kiểu rũ đất đấy, nhiều kiểu hay lắm. Kỹ thuật lái máy xúc cũng quay bánh này, để bốn chân rất đẹp, chậm rất khỏe, tránh nhau họ đấy, đúng cùng trường này, một xe đất nước về đấy, chia sẻ quý vị các bạn. Hai máy, một máy Hyundai, máy Komatsu, người đi bộ đang đào đất, đào chỗ này nằm cống rãnh, cống thoát nước cho đường này. Đấy, hèn ác, tràn ra, bao nhiêu gầu vẫn chưa đầy ra. Ui, dựng gầu, các tài vào xúc nữa thì ít quá. Đấy, hai máy liền, không biết quay máy nào, quay liền lúc hai máy để chia sẻ quý vị các bạn. Đấy, khu vực công trường đang đào đấy, tiếp là cái đường lên được lên đường đắp, bây giờ đào để xây cống, cống rãnh thoát nước. Đấy, hướng đúng cái cột điện đấy, với cột điện quá đẹp. Komatsu 200 hiện tại xe con đi qua đấy, làm cho con đường này đây, cống rãnh này, rãnh là bắt đầu chảy xuống cống này. Đường này có bề rộng mặt đường 40 mét, đường đôi, một máy xúc một xe, chia sẻ đeo hai máy để quay, để chia sẻ đeo hai máy để cho quý vị các bạn xem và chia sẻ cho kênh YouTube. Đây, chuyển cái vị trí cống ở trên kia, đây, vị trí cống nhá, vị trí cống ở chỗ xe máy trắng đang đi đến đây, cống đó. Đây, chuyển xuống vị trí này, để chỗ kia nó ngay gì không? Ngay gần đầu dòng, cuối dòng nó sói ác quá, nên là phải kéo dài, tạo dòng dài nó ra, dòng chảy dài ra thì nó sẽ giảm bớt độ sói. Đây là theo kỹ thuật thi công của họ, để mình đoán được thôi, bởi vì là ở cái đoạn kia đến đoạn này chưa đầy 200 mét rồi đã làm hai cống thì không thể có cái chuyện đấy, lãng phí tiền của nhà nước. Đấy, họ phải tìm cách là kéo dài cái dòng chảy đó ra, để nó giảm được cái độ sói. Độ sói khi mà nước to nó về. Máy này rất to, máy 200 đấy, nó to đấy, gầu nó dài đấy, đứng nó gặp. Ôi, đấy, đầy tràn rồi. Rồi sau ít nữa phía xa xa xe trắng kia là đường đấy là cũng được nâng cấp. Đây khu vực đường thuộc thành phố Phú Yên, đường tổng đường vành đai liên kết các tỉnh, liên kết vùng ấy. Nhưng nó lại đi qua quảng trường Vạn Xuân. Đấy, quảng trường Vạn Xuân đây, xa xa phía biển đó. Và tôi đã có mấy video đấy, chỗ xe con đấy, từ đấy là quảng trường Vạn Xuân 3. Tôi đã có mấy video chia sẻ về xây dựng, cập nhật tiến độ xây dựng của quảng trường Vạn Xuân rồi. Đấy, xe đầy rồi, bắt đầu đi. À, đường gầu nào đây, chờ xe kia vào hạ cái gạt, người tiến lùi, rồi tiếp tục chia sẻ tiếp quý vị các bạn, vẫn đang xuống đất đào hết cái phần này đi để đặt những ống cống, cống kiện bê tông hoặc là cống đã đúc sẵn, gọi là cống kiện bê tông á. Xe xa xe cũ đào theo kích thước đây, Komatsu vàng 200 PC này. PC 200 này, máy to khỏe. Ôi, máy phun nước à, ra rồi. Đấy, còi lúc nào đi qua
Máy cái đây rồi. Ra rồi. Đây đến. Rồi. Chờ. Đây rồi. Đây đang nghỉ rồi. Chắc là có hiện tượng nghỉ rồi. Ôi. Chạy. Biến đấy. Nhìn hệ thống vành bánh. Ôi. Ui. Ui. Lắc lư. Ui, chơi thụt thẳng xuống hố rồi. Đứng chỗ này không quay được, nó vướng đất. Đấy, tiến lùi đấy. Đấy, nhìn thấy bánh xích lên rồi đấy. Hốc đất lên. Đấy, bạn này đã đầy đi đổ. Đấy, đi ra chỗ phía xe trắng kìa, đổ kìa. Đấy là công trường vẫn đang đắp lên, phóng cho mặt đường vành đai, đường liên kết các vùng, đường liên kết vùng. Chia sẻ quý vị các bạn, đây là khí ấy. Chưa có xe vào lại xúc lên đây, máy to xúc lên để máy nhỏ lại xúc lên ô tô. Xa xa này là cống cũ, cống hộp. Đấy, để quay này quý vị các bạn nhìn thấy cống hộp. Đây, hệ thống này là cống tròn này. Cống tròn loại phi 1000 đấy. Đặt đây để đào vị trí này để làm cống thoát nước cho đường liên kết vùng. Đường này có bề rộng mặt đường là 40m. Sau này sẽ làm đường đôi. Phía đường đôi chỗ yêu kia, chỗ đảo Mộc Xuyến kìa, chỗ bạt xanh xanh đấy. Đường đôi kéo dài thẳng xuống đây. Toàn bộ video quay để chia sẻ với quý vị các bạn biết tiến độ thi công của các dự án trong khu quảng trường Vạn Xuân, thành phố Phổ Yên. Chia sẻ với quý vị các bạn, thành phố Phổ Yên được thành lập từ tháng 10 năm 2022. Tiếp đó là cũng đã phát triển các bước dự án như là quảng trường Vạn Xuân, các khu chung cư, khu thương mại, khu nhà điều hành, trụ sở hành chính của thành phố đều nằm trong cái khu vực quảng trường Vạn Xuân thuộc thành phố Phổ Yên. Anh bạn kia lùi đúng đó. Đấy, lùi quay vậy. Đấy. Chia sẻ thêm một chút nữa. Còi. Quả quay ấy, chống gầu quay kìa. Đấy, trước khi đi lên đường ấy, đi lên đường nhựa, nói là do sạch, nó không dính đất bùn bụi bẩn vào đường nhựa. Đấy, máy có người anh Komatsu anh đào lâu đấy. Mãi chưa được gầu. Ui,